Là sao? Không hiểu. Cái gì vậy? Nó phóng nhảy vậy? Phóng vậy? Ôi mẹ đó, nó bom nguyên tử, phóng nguyên tử. Rồi lú, ủa không nổ à? Không nổ, không nổ, không nổ. Trời ơi, này chỉ kênh tranh cử tổng thống mà. Vãi. Đừng có dê làm tổng thống mà. Vãi cước giờ dê làm tổng thống luôn à. Hello, what's up anh em? Chào mừng anh em quay lại với kênh của mình. Thì hôm nay chúng ta sẽ chơi tự game Call of Duty. Ủa nhầm má, chơi nhiều quá, chơi riết lú mẹ rồi. Anh em chúng ta sẽ chơi tự game Coach Simulator phần 3. Ok, thì hôm nay ủa. Ồ, đi vô. À, mình đi vào mà không cần đợi mở cửa luôn. Bị lắc anh em ơi, bị lắc. Đồ mới game này hơi lắc nha. Nè coi bên này nè. Đấy, thì mấy game bị lắc rồi. Chết cha. Ok, bây giờ anh em mình vào đây đi. Tôi có chấm sẵn cho bản đồ, cái này là cái gì đây? Thưởng thức bánh cupcake hả? Thưởng thức sao? Á đồ mẹ. Á đồ. Cái gì vậy? Ôi má, cái quần quần. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Má, cái gì vậy trời? Đúng, người ngoài hành tinh anh ơi, người ngoài hành tinh. Má lú mẹ luôn. Ôi bạn ơi, bạn bắn ai? Ôi trời, má nó bắn ghê chứ. Bạn bắn ai? Đồ mới game lú mẹ luôn. Game lú thiệt luôn anh em à. Này cái gì vậy? Mình mới đổi cái gì vô vậy? Ôi mới game xàm được chứ. Tự nhiên cái ăn cái này xong người ngoài hành tinh xuất hiện là sao? Không phải lụm này đã, cái gì vậy nhờ? À rồi, cái kia là người ngoài hành tinh anh em à. Suốt. Ồ, rồi, hiểu. Bấm lúc nào lên. Cái mặt nạ nó bắn được tia laser này, nhưng mà chứ phải cất cái này đã. Đúng rồi, cất này đã. Thấy chưa? Ù, má xịn. 10 điểm. Để coi phá hủy mấy cái này được không? Ủa mình tưởng mấy cái data này mình phá được chứ. Cái gì đây? À cái này là căn cứ của tụi người ngoài hành tinh ở đây hả? Má ảo thật. Liếm cái xong đụng á tự nhiên văng bảy tùm lum la. Cái gì đây? Này là gì đây? À cách bắn người thường luôn. Cách bắn tia laser đúng không? Để xem nào, cái này bức tượng. Trời, đồ hủy diệt thế giới. Bước đầu tiên. Ok. Hiểu vấn đề rồi. Má game sầm cứt thiệt. Thì ok. Thì ở gần đây chắc là ở tập trước á, không biết. Cái gì vậy? Mình liếm vậy? Ở tập trước thì tôi có. Ồ. Cái gì trời? À, nó tự spawn xe mới. Ở tập trước thì tôi có một cái nhiệm vụ mà lụm 40 cái thùng giúp đỡ thằng hàng xóm lụm 40 cái thùng hàng bỏ vô gara ấy. Má thấy cái gì mà sầm cứt quá anh thôi. Chứ là tốn thời gian của tôi nữa. Má chơi nghĩ sao mà kiếm 40 thùng hàng mà đâu phải một chỗ đâu anh em. Rất nhiều chỗ. Khoan, cái gì đây? Trên này có gì đây? Khoan, trên này có gì đây? Bạn ơi. Trời ơi, tôi tính leo lên cái cục điện kia để chuột xuống cái nhà này. Nhà gì vậy? Nhảy gì ba? Nhà gì đây? Bạn ơi, lên được cầu thang nha, cầu thang này lên được nha. Ủa? Ok. Này là gì vậy? Má nó cứ bắt thấy không? Cái nhiệm vụ xuất hiện tiếp rồi kìa. Giúp đỡ mang 5 cái thùng hàng vô cái gara. Cút. Ảo ma thiệt, nghĩ sao đâu ra mà tự làm không làm bắt người khác phải. Ôi ôi, ê cái gì vậy?
Rồi mẹ lắc tiếp rồi. Lắc tiếp rồi, lắc tiếp rồi, lắc tiếp rồi. Lắc tiếp rồi, lắc tiếp rồi. Chưa ra chưa, ngoài chưa ra ngoài. Được rồi, chưa được, chưa được. Ok, mượt, 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 được rồi, được rồi. Chưa luôn hả? Đó, đó, đúng rồi, ra ngoài luôn em ơi. Ghé ra ngoài luôn, đúng rồi, ráng ra ngoài luôn, ráng ra ngoài luôn, ráng ra ngoài này luôn. Hay quá. Trời ơi, cuối cùng cũng ra được ngoài rồi. Mẹ nó, cọc thiệt chứ. Cọc quá, cọc quá. Ủa cái gì vậy, sao mình tự nhiên bay vậy? À, cái khiên đó, cái khiên giúp mình bay này. Mỗi lần nó quay lại, nó quay lại chỗ mình nó bay. Được rồi, đã nha, đã nha. Game đỉnh, game đỉnh, game đỉnh, game đỉnh. Tới nơi, tới nơi, tới nơi rồi, tới nơi rồi, đủ má. Cái skill đỉnh này em nhìn nhảy lên. Đó, 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 đó. Wow, wow. Trời ơi. Ok, bây giờ anh em làm gì đây trong này đây? Để tính ra cái nhiệm vụ này kế bên cái nhiệm vụ mới này kế bên nhiệm vụ này luôn ấy. Cái nhiệm vụ mua cái nhiệm vụ mà người ngoài hành tinh hồi nãy kế bên cái nhiệm vụ The Big Red Big Bottom này luôn ấy. Cái nhiệm vụ này là cái gì vậy? Là sao? Là sao? Không hiểu. Cái gì vậy? Nó phóng này vậy? Phóng vậy? Ôi mẹ đó nó... Bông nguyên tử, phóng nguyên tử. Rồi lú lỗ. Không nổ hả? Không nổ, không nổ, không nổ. Ê không. Ủa không nổ, không nổ, không nổ. Có phóng đâu? Bấm chuông 2, bấm chuông 2 á, bấm chuông 2 á. Đúng rồi. Mình này chắc chắn cũng sẽ có chuông 2 trong này. Vậy friend lock hả? Ok, 3, 2, 1. À, chỉ được phóng một lần thôi hả? Không phải anh em mình qua bên kia đi. Anh mình qua bên kia xem như thế nào. Đồ bóp VL trong game này có phóng bóng bông nguyên tử trong này luôn, ảo thiệt chứ. Đồ má, anh em thấy cái skill mới của tôi ghê không? Má, skill này hơi đỉnh nha, tôi thấy đánh giá cao skill này ấy. Hợp lý luôn. Để xem bên này là cái gì. Tại sao lại có cái bông nguyên tử ở đây trời. Vô lý thế nhỉ, ủa bông nguyên tử đâu? Đây, 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 đây. Ê trời ơi. Easy friend à, easy friend à. Easy thôi. Giờ làm gì đây đây? Á đồ. Má tôi đã gặp cho nó sống nổ mẹ rồi. Kim Chong Úc. Được, 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 được. Full out boy à. Đỉnh trời. Full now boy là à, ý là cái bộ đồ này y chang trong game full now luôn này. Thì anh em hiểu không, kiểu nó parody game ấy. Full now cũng là một cái tựa game nói về cái nội dung là hậu chiến tranh hạt nhân. Được 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 được. Ủa nhưng mà sao giờ cả thế giới vậy luôn hả? Giờ cả thế giới sắm xịt vậy luôn hả? Ô lượm đồ ý đây có đồ, ở đây có đồ chơi. Cái này cái gì? Báo chí bình thường thôi. Má một phát duy nhất liệm mẹ cả thành phố luôn. Không biết đi ra chỗ khác thì nó có được không ta? À đi ra chỗ khác thì không sao. Ok khoan từ từ anh em, mà để tôi xem coi. Ồ đây chắc chắn đúng rồi, đây là bộ đồ phone out đây, chuẩn luôn. Hợp lý, được, cũng đẹp phết nha. Ủa, khoan khoan, trong này có gì này, trong hàng có hàng gì này. Má vãi. Tôi đang đi tới cái má mà tôi chấm trên bản đồ ấy, xong tiện. Ồ, thì ra là nó giấu mấy cái vật phẩm trong này. Easy. Làm sao mà giấu được anh em ơi. Má game này tôi đéo hiểu thiệt chứ, thằng cái công nội mà làm game không biết có bị chơi đồ chơi cần chơi cỏ gì không luôn á. Tôi sợ chơi game này kiểu đang cổ vũ tụi nó cổ vũ cái việc mà bú cỏ quá, mấy chiếc game b thế này mà không bú thì hơi uổng nha. Nhảy lên, nhảy cao lên, nhảy cao lên mới bay được.
Đó 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 đó. Cái đồ liên tục thiệt. Thế bay khỏi ngọn núi này đã. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ê đừng có rớt xuống đó. Đừng rớt xuống đây. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, hay quá, hay quá, hay quá. Đồ có TB tới chỗ này. Wait, 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 friend, wait, friend, đừng, 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 đi quá, đi quá. Má, đi xa quá rồi. Trời ơi, quay lại, quay lại. Để coi chỗ này cái gì mà mình phải TB tới đây đây. Ảo thiệt chứ, giờ đứng dậy không dậy, dậy không dậy luôn này. Đấy, 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 đấy. Đúng rồi, bay 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 đi, bay em ơi, hãy bay đi, hãy bay đi. Cái này cái gì đây? Ôi bạn ơi, bạn ơi, bạn ơi, bạn ơi. Má banh mẹ luôn. Đỉnh, 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 đỉnh nha, đỉnh nha, đỉnh nha. Này cái máy gì ta? Ôi mẹ ơi. Chiến dịch tranh cử tổng thống hả? Là sao? Vào đường đua. Đường đua là ở đâu? Đường hóa này chỉ kênh tranh cử tổng thống hả? Vãi. Đường hóa dê làm tổng thống hả? Vãi cước giờ dê làm tổng thống luôn à. Tổng thống bên này là ai? Lauren Winsler. Winsler. Không biết. Đây ổng đây đúng không? Ổng đây đúng không? Thì ổng đây không? Tao mới là tổng thống mày nghe chưa? Nhưng mà nhiệm vụ là cái gì? Tìm kiếm người bao boss cho mình hả? Boss sao? À có chữ boss này. Mày qua đây. Ủa làm sao bắt đánh nó ta? Đúng rồi, đúng rồi. Vì mình chui vô đây hả? Ủa? Hình như mình vô trong. Từ từ anh em à. Không hiểu. À mình bên trái. Ồ trời đồ mày ngu ghê. Mình bên trái, mình bên trái. Mình bên trái, mình bên trái, mình vô trong này. Là sẽ lên một cục đúng không? Không luôn. Thì coi coi. Hay là bọn em mang tụi này vô trong ta? Tại vì tụi nó kêu tìm người boss mà. Gì vậy ba? Sao quăng rồi? Mày, mày phải boss cho tao. Một người thông minh như tao. Đúng đúng không? Đúng không? Chuẩn luôn. Được, được chuẩn rồi, chuẩn rồi. Bây giờ anh em mình tìm chỗ người boss đây. Hợp lý, hợp lý. Anh cảnh sát này vô đâu? Mặc dù anh chết rồi nhưng mà anh cứ vào trong cho em đi. Hợp lý không? Hợp lý nè, hợp lý nè. Ủa? Mày là người rơm hôm bữa tao tao cầu siêu cho mày đúng không? Giờ thì mày vào rót cho tao luôn. À đúng kiểu John Biden vót kéo người âm lên đi vót luôn. Cái này không khác gì hết. Ê đúng rồi mình lôi thằng tổng thống vô. Thằng tổng thống đâu ta? Cái thằng cái tranh cử, kênh tranh cử cạnh tranh với mình ấy. Lôi thằng đó vô luôn. Đúng cái game ảo thiệt. Có cả tranh cử tổng thống luôn à. Đây đây đây. Bạn phải vót cho tôi. Mặc dù tôi biết bạn là đối thủ nhưng bạn phải vót cho tôi. Mẹ. Được luôn hả? Ảo vậy? Đỉnh nha. Được 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 được. Được vót cho đối thủ. Hồi nãy mới ném bom nước Mỹ xong bây giờ đi vót. Độ ảo thiệt chứ. Vô đây anh ơi. Quên chưa, quên chưa. Còn một người nữa, còn một người nữa, còn một người nữa. Người nào cũng được đúng không? Nó đụng cái gì vậy? Cái gì vậy? Xàm đúng cái game xàm thiệt. Ok, win. Vậy là anh em mình thành công tranh cử tổng thống rồi hả? Đúng mà ảo với ba. Đúng mà ảo vậy? Đúng mà có bức tượng này luôn hả? Đỉnh, 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 đỉnh má, tôi thấy đỉnh nha. 10 điểm, 10 điểm. Má game tục thiệt chứ. Game tới công chuyện chứ. À bên này có mấy dấu chấm than này. Để xem mấy dấu chấm than này là cái gì.
Thôi, kéo chấm than này là kiếm cái đồ để sơn lại ấy. Thôi, phiền. Chê. Còn chấm than này là gì? Cái gì? Tìm những kẻ này hả? Giờ mình tìm mấy đứa này đúng không? Ồ, tìm đâu trời? Ít chứ không phải chị chứ, chứ bây giờ biết tìm ở đâu mà tìm. Chắc chắn không có trong này. Chắc chắn một điều là không có trong này rồi. Ủa, ít nhất có... Đây, phải đây không? Ở đỏ này. Má mày chứ ai nữa. À, gần gần xung quanh thôi à, chứ không có xa đâu. Gần gần xung quanh thôi. Bây giờ tổng thống mới thả bom nguyên tử và đi bắt. Bỏ vô đây hả? Thì bỏ vô đây không? Chuẩn rồi. Á, đủ mẹ. Lộn, bạn đi theo tôi. Cho nó vô chỗ trong nữa. Một thằng. Thằng tiếp theo. Bây giờ cứ thấy áo đỏ thì bắt thôi đúng không? Ở đâu ta, nếu mà con nhỏ đó ở đây. Đây, nó đây. Ủa sao nó ra, ủa con này hồi nãy mình mới bắt mà. Đúng không, con này mình mới bắt mà đúng không? Ảo nha. Thôi cứ nhét cho đại đi, mất ai biết được. Ok. Vậy đó, anh em đừng quan tâm. Nó sẽ spawn quay lại thôi. Ok anh em, má tôi kiếm nãy giờ, má tôi kiếm mệt lắm rồi. Bên này. Một con má vậy sao hả? Vậy là đi xa lắm luôn ấy, chứ không có gần đâu. Đứng tuốt bên này này. Cái con tội phạm đứng tuốt bên này này. Anh em mình bắt được hai đứa rồi, bây giờ còn một đứa thôi. Ok. Đó, thấy không, đúng nó nói rồi. Bạn ơi. Hello. Hello, Asinamoto. Ủa, đây có gì nè, đây có gì vậy? Chụp hình hả? À, suốt, một buổi suốt. Đi xuống đây. Sao mình vô không được? Nó đủ má và lờ thiệt chứ. Demo thôi. Đây, bạn đã bị bắt. Bây giờ bạn là của tôi. Ôi trời ơi, đứng dậy em ơi, đứng dậy em ơi. Bạn đi theo tôi. Bạn đã chính thức đã bị bắt. Này thì tội phạm hả? Này thì đứng nhỏ nhơ trên mái nhà hả em trai? Em gái có vẻ hơi liều đấy. Em gái này hôm nay hơi liều nhưng mà xui cho em gái quá, em gái đã bị tổng giam. Ok, nhiệm vụ hoàn thành. Để coi được tặng gì không? Được tặng mỗi cái mũi thôi à. Ồ. À, quăng được cái cọng nè. Đấy. Bạn đã bị bắt. Mày. Rồi nhìn nó quay tục tục thiệt chứ. Bắt thằng cảnh sát, thử bắt cảnh sát coi. Quăng này rồi. Ồ, bắn này. Ồ. Tiếng kìa, con phá hủy xe dữ vậy. Dữ dằn chứ bộ. Ok. Để tôi vô trong cảnh sát, tôi bắt mấy thằng cảnh sát luôn coi. Hello anh trai. Nghe nói anh khinh thường dê lắm hả? Bro. Đá gì cho anh luôn. Ad game. Hello chị gái. Lên. Easy thôi friend à, để xem vô trong này coi. Dữ trời. Đây đây, trên này. Chưa đủ điểm. Thì má cày quá, phải có điểm chứ, phải có đủ điểm chơi mới đã chứ. Không sao. Mình phải cày full điểm mới được. Má cày quá. Không phá đảo được game thấy khó chịu vãi. Ok, tôi sẽ hẹn anh em vào một tập khác nha. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi tập game này. Nếu anh em thấy hay thì làm subscribe, cũng như hãy comment bên dưới những điều mà anh em muốn mình cải thiện ở các video lần sau. Ok, cảm ơn anh em. Bye bye.